What's so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Xin kính mời toàn thể quý vị an tọa. Nước đánh đuổi giặc bành trướng phương Bắc để giữ vững giang sơn bờ cõi của đất nước Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ vong linh các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh mạng sống để bảo vệ lý tưởng tự do, cũng như những người đã phải chết một cách đau đớn trong các trại tù cộng sản từ Nam ra đến Bắc từ sau ngày mất nước 30 tháng 4 1975. Phút mặc niệm để tưởng nhớ những đồng bào thân yêu đã bỏ mình trong rừng sâu núi thẳm hay ngoài đại dương bao la trên con đường vượt biên vượt biển, và họ đã không bao giờ đến được đến bờ tự do. Cuối cùng, ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ vong linh tất cả những anh hùng, những công dân, những con người con thân yêu của vùng đất Nha Trang Khánh Hòa đã nằm xuống vì bất cứ lý do nào. Phút mặc niệm bắt đầu. Mặc niệm chấm dứt. Xin kính mời toàn thể quý vị an toàn. Hội đồng hương Nha Trang Khánh Hòa là ông Lê Văn Ngô lên sân khấu ạ. Xin mời ông Lê Văn Ngô.
Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý đồng hương và quý chiến hữu, để ngắn gọn chúng tôi chỉ xin lời chào mừng tất cả quý vị đã đến chung vui với hội Nha Trang Khánh Hòa vào tất niên tất mùi, trong một cái buổi chiều thứ bảy với rất là nhiều công việc, quý vị đã không quản ngại thời tiết đến với chúng tôi. Đây là một điều hân hạnh cho hội Nha Trang Khánh Hòa. Hội Nha Trang Khánh Hòa đã thực hiện hàng năm những buổi tất niên hoặc tân niên như thế này. Tôi là hội trưởng thứ 12 của Nha Trang Khánh Hòa và sở dĩ hội sinh hoạt rất là năng động được là nhờ có các vị tiền nhiệm, trong đó có cố vấn Lê Văn Ngô và ông cố vấn Đỗ Đức. Chúng tôi cũng có được anh Trần Tránh Tùy là hội phó của hội trưởng hội Ninh Hòa của Nha Trang. Thưa quý vị, chúng ta trong bầu không khí chỉ còn một tuần lễ nữa là đến hết năm Tất Mùi để đón năm Bính Thân. Thay mặt cho toàn thể ban chấp hành cũng như đồng hương Nha Trang Khánh Hòa, xin gửi lời chúc mừng đến tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu vị cố vấn của chúng tôi, ông Lê Văn Ngô. Xin mời ông Lê Văn Ngô. Đại diện cho hội Nha Trang Khánh Hòa, trước hết chúng tôi xin trân trọng kính chào và đón mừng tất cả các vị quan khách và đồng hương Nha Trang Khánh Hòa có mặt hôm nay. Xin quý vị cho một vài vân tay để đón mừng tất cả chúng ta có mặt hiện nay. Kế đến, chúng ta có ngày vui hôm nay được xin cảm ơn Phạm Đức Vượng là hội trưởng và anh Tùy và tất cả những người trong ban chấp hành đã làm việc cực lực hơn 2 tháng nay để chúng ta có ngày vui hôm nay. Thì vì theo cái phong tục chúng ta, thường thường chúng ta ở đây khó mà gặp mặt nhau, cho nên những ngày thế này chúng ta được gặp mặt nhau và chào mừng nhau và nhìn thấy nhau, đó là niềm hạnh phúc và vui sướng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Quý vị cũng thấy trên tay các cháu nhỏ đọc một cái hộp bao mừng tuổi. Bắt đầu từ năm nay, chúng tôi mong rằng anh em chúng ta, đồng hương chúng ta sẽ sử dụng cái phong bao mừng tuổi này với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đây là một cái ý nghĩa mà chúng tôi thấy rằng các cháu sẽ luôn luôn nhớ cái lá cờ này, cũng như phía đằng sau là có các vị tiền nhân trước đây như là Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo, và hiện nay là như là những vị đã hy sinh bất tiếc như là Nguyễn Khoa Nam, như là Nguyễn Văn Hà. Xin cảm ơn các cháu và chúc các cháu năm mới nhiều may mắn, sức khỏe, học giỏi và mong rằng các cháu sẽ đóng góp nhiều cho cộng đồng. Cảm ơn quý vị, cho một tràng pháo tay. Ở dưới kia nếu có mấy cháu nhỏ dưới đó, lên đây đi. Xin cảm ơn ông hội trưởng Phạm Đức Vượng. Và tiếp theo sau đây là phần cảm tạ quan khách. Vì nếu mà ngoài sự hy sinh và làm việc không ngừng nghỉ của ban chấp hành trong các tuần vừa qua, nếu mà không có sự Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá. Chúng tôi xin kính chào tất cả các quý vị đồng hương thân hữu điểm diệt trong ngày hôm nay, và xin được trân trọng giới thiệu đây nghệ sĩ Kim Trung. Quý vị đồng hương và các hữu, em là Kim Trung. Hôm nay em xin tiêu biểu cho miền Nam Sài Gòn, Việt Nam. Và người thứ hai, chúng tôi xin được trang trọng giới thiệu Diệu Hương Lê Đình Vọng. Kính chào quý vị đồng hương và thân hữu. Em là Diệu Hương, biểu tượng cho miền Trung, cố đô Huế. Và đây là em út, tôi là Ngọc Bích, tiêu biểu cho Hà Nội ngàn năm văn hiến. Xin được kính chào quý vị thính giả, khán giả tại đây. Đồng thời, tôi cũng xin được giới thiệu một nhân vật nam nữa góp vui với chúng tôi trong ngày hôm nay. Đây là em của bác sĩ Phạm Đức Vượng, và anh này là Phạm Đức Nghĩa. Xin mời Nghĩa. Chào.
Tôi đón xuân giữa rung
mẹ vui về thiên thương cậy thêm nhiều luôn hạnh phúc dân trên miền thế nhưng mỗi lúc riêng mái trai chung bóng nguyệt gia đình lại đón viên trong nắng vàng ngắm trong.
sông Hương.